nay lớp Napana của chúng mình rất vinh dự khi được đón rất nhiều các thầy cô từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, cùng các thầy cô từ các phòng giáo dục, nhà trường ở 30 quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cô mong rằng chúng mình sẽ học thật tốt, coi như là một lời chào mừng, chúc mừng sức khỏe tất cả các thầy cô. Chúng mình có nhất trí không nhỉ? Chúng mình hãy nhổ vào mặt chào ngón tay thật rộng rãi để đón chào tất cả các thầy cô nào. Chúng mình sẽ bắt đầu bài học nhé. Cô mời các con ngồi đúng tư thế. Chúng ta sẽ được tập lại một bài văn vô cùng quen thuộc. Hôm nay bạn robot xanh hứa hẹn sẽ mang đến cho cô trò lớp mình rất nhiều điều bất ngờ thú vị. Và điều bất ngờ đầu tiên sẽ đến ngay sau đây. Đó là một điệu nhảy vô cùng quen thuộc. Và đặc biệt, lần này bạn robot xanh đã viết lại lời cho chúng mình đấy. Cô mời các con cùng đứng dậy để vận động lên nhạc nào. Hôm nay là thực hành và trải nghiệm
với một số đơn vị đo đại lượng. Bên bạn nào đã từng sử dụng hoặc biết những công cụ nào để đo lượng? Tôi mời trung tiên. Tôi là con đã từng sử dụng công cụ thước dây rồi ạ. Các bạn khác, cô mời Minh Hà. Con đã từng sử dụng thước kẻ ạ. Cô mời chị Hiếu. Cô đã từng sử dụng hình thước đo bằng cách ạ. Con sử dụng thước đo bằng cách ở đâu? Con đã sử dụng thước đo bằng cách ở chỗ công trường của con. À, bạn khác nào? Cô mời bạn Minh Anh. Năm nay cô đã từng sử dụng app rồi ạ. Như vậy là con kể rất nhiều công cụ. Tùy vào kích thước của vật cần đo mà chúng ta sẽ sử dụng công cụ khác nhau. Chúng ta có thể kể đến những công cụ rất quen thuộc như là thước kẻ, thước dây, hay những công cụ như máy đo chất điện, máy đo khoảng cách bằng tia laser mà bạn chỉ hiếu vừa được nhìn thấy ở công trường của bố đấy. Bên cạnh đó thì các con hoàn toàn có thể sử dụng app mà các con tải trên kho ứng dụng, cũng có thể app đó được sử dụng sẵn trong điện thoại hay máy tính bảng của hai hệ điều hành SOS và Android, iOS và Android. Ở tiết học trước thì cô đã giao nhiệm vụ cho các con tìm hiểu một số ứng dụng có thể đo lường. Hôm nay cô cũng đã xin phép bố mẹ cho phép các con được mang điện thoại, mang máy tính bảng đến lớp và chúng ta sẽ sử dụng tất cả những công cụ này trong bài học ngày hôm nay nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng gặp lại bạn robot. Thì bạn robot sẽ mang đến cho chúng mình những thử thách gì nào? Tôi đã quay trở lại đây. Lần này tớ mở ra nhiệm vụ mới. Nhà trường lên kế hoạch lát lại toàn bộ sàn trong phòng học. Cuối lớp năm mở ra nhiệm vụ cho cần tính diện tích mặt sàn của các lớp. Từ đó sẽ được tính chi phí cho việc lát sàn. Các bạn hãy thử nghiệm các nhiệm vụ dưới đây nhé. Chúng ta sẽ cùng đọc cho cô nhiệm vụ thứ nhất của bạn robot nào. Cô mời Hà Trang. Con thưa cô, con đọc 1A thực hành đo và tính diện tích mặt sàn phòng học của lớp em. Nhiệm vụ của bạn robot có mấy yêu cầu, đó là những yêu cầu nào? Cô mời Thùy Anh. Con thưa cô, nhiệm vụ của bạn robot có 2 yêu cầu. Và yêu cầu thứ nhất là đo, và yêu cầu thứ hai là tính diện tích. Cô cũng làm bạn cùng chị với con. Hôm nay chúng mình học ở phòng chuyên đề. Và để thực hiện nhiệm vụ này thì cô đã giới hạn phòng chuyên đề bằng đường băng dính sạch của cuối lớp. Như vậy chúng ta sẽ có diện tích phòng học bằng đúng diện tích phòng học của lớp mình đấy. Các con hãy cùng quan sát lại mặt sàn phòng học lớp mình có hình gì? Cô mời Thảo đi. Con đang mua mặt sàn phòng học lớp mình có hình chữ nhật ạ. Để đo diện tích mặt sàn hình chữ nhật, các con sẽ đo gì? Cô mời Bảo Ngân. Anh thưa cô, chúng ta sẽ phải đo chiều rộng và chiều dài ạ. Các con sẽ sử dụng công cụ gì để đo chiều dài và chiều rộng mặt sàn lớp học? Bây giờ cô mời các nhóm sẽ báo cáo xem nhóm mình lựa chọn công cụ gì nhé. Các nhóm sẽ nối tiếp nhau báo cáo. Cô mời từ nhóm 1 ạ. Con thưa cô, nhóm con sẽ sử dụng thước dây ạ. Con thưa cô, nhóm con sử dụng app Measure. Có sẵn trên điện thoại iPhone thuộc hệ điều hành iOS. Con thưa cô, nó qua sử dụng app Eruler được tải từ kho ứng dụng trong máy tính bảng Samsung thế hệ điều hành Android ạ. Con thưa cô, nó qua sử dụng app Measure được tải sẵn trong iPad của nhóm con và thuộc hệ điều hành iOS. Con thưa cô, nhóm con sẽ sử dụng app Measure đã được tải sẵn trên điện thoại iPhone thuộc hệ điều hành iOS ạ. Con thưa cô, nhóm con sử dụng thước dây ạ. Rồi, cô thấy các nhóm đã lựa chọn được công cụ cho mình rồi. Vậy các con sẽ sử dụng những công cụ này như thế nào? Cô mời một nhóm sử dụng thước dây trước nhé. Cô mời nhóm 6 nào. Con thưa cô, cách sử dụng thước dây sẽ như sau. Đặt vạch số 0 ở điểm xuất phát. Khi đo kéo căng thẳng với cạnh cần đo, tránh thước bị cong xoắn. Cô cảm ơn con. Thế còn các nhóm khác thì như thế nào? Cô mời nhóm 5 nào. Con thưa cô, con dùng app Measure và con xin phép cô và các bạn sẽ được lên hướng dẫn cho các bạn ở trên bảng ạ. Cô mời con.
không biết. Đầu tiên con sẽ mở app, thứ hai con sẽ xác định và đặt một chấm thời điểm bắt đầu. Bước thứ ba con sẽ kéo theo một đường thẳng tới điểm kết thúc. Lâm cứ đến điểm kết thúc của con đi. Sau đấy nó sẽ bước 4, xác định điểm kết thúc và đặt chấm thứ hai. Rồi. Sau đấy số đo sẽ lúc này số đo sẽ hiện ra như ở trên màn hình. Bạn này nó hơi chậm, Lâm có thể dừng lại rồi đấy. Ví dụ như chúng ta đo được đến đây thôi là chỉ được đến 61 xong thế thôi. Rồi, cô cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Hôm nay mạng hơi chậm một chút nên khi mà loát cái phần máy chiếu của nhóm 5 thì hơi chậm. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn thấy cách đo rất là rõ ràng rồi đúng không? Thế còn cách đo khác thì như sao? Cô mời nhóm 3 nào. Con thưa cô, nó có sử dụng app AR nhưng cũng có các sử dụng giống nhóm của bạn ạ. À, cô cảm ơn con. Tôi thấy các con đã tìm được những ứng dụng rất là hữu ích và rất thành thạo trong việc sử dụng đấy. Vậy các con làm cách nào để tìm kiếm, lọc dữ liệu và biết cách sử dụng những app vừa rồi? Cô mời Minh Anh nào. Con thưa cô, là con hỏi mẹ. Bạn khác, cô mời Minh Anh nào. Con sẽ lên cửa hàng ứng dụng và tra từ khóa app đo lường. Sau đó con sẽ xem bình luận và đánh giá để lọc được app phù hợp với mình ạ. Thế làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được app đó nhỉ? Cô mời Vũ nào. Con thưa cô, để biết sử dụng app đó thì con sẽ xem hướng dẫn ở trên YouTube để tìm thông tin thích hợp cho mình. Con gõ cụm từ gì không? Con gõ cụm từ cách sử dụng cô cảm ơn con. Cô lưu ý thêm một chút nữa thôi, đó là khi chúng ta tìm kiếm thông tin trên Google hay là trên các kho ứng dụng thì các con nhớ để những từ khóa trong vòng kép, như vậy các con sẽ tìm được kết quả, kết quả tìm được sẽ chính xác hơn. Vừa rồi cô thấy rất nhiều bạn đã có kỹ năng tìm kiếm thông tin trong môi trường kỹ thuật số rồi đấy. Và các con chú ý nhé, khi chúng ta sử dụng một app mới, các con nên tìm hiểu thật kỹ, hỏi những người đã biết, hoặc là đọc, tìm kiếm, xem những video hướng dẫn, tránh tự mày mò, click vào những đường liên kết không an toàn. Bởi vì là những app miễn phí thường chứa rất nhiều link quảng cáo. Bên cạnh đó thì cô cũng khuyến khích chúng mình nên sử dụng những cái app tích hợp sẵn có trong điện thoại hay là máy tính bảng. Bởi vì nếu chúng ta mà tải một cái app yêu cầu đăng ký thông tin cá nhân thì vô tình chung chúng ta phải lộ thông tin cá nhân của mình. Vừa rồi cô nghe các nhóm thì cô nghe tới, cô thấy tới là có 3 nhóm sử dụng app tích hợp sẵn trong điện thoại của mình rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo, và sau khi đo thì các nhóm trưởng sẽ điền vào phiếu thực hành trên Google Drive. Các con sẽ làm việc nhóm trong vòng 5 phút. Cô mời một bạn đọc cho cô nhiệm vụ nhóm nào. Cô mời Minh Khang. Con đọc làm việc nhóm, phân công nhiệm vụ
đo kích thước sàn lớp học, điền phiếu học tập, thảo luận thống nhất số đo, thử nhất tính nhất trích. Thời gian làm việc của các nhóm bắt đầu.
thì cô nhìn thấy tất cả các nhóm các bạn này cô. Cô mời một nhóm với báo cáo nào. Cô mời nhóm của bạn VN nào. Nhóm tớ đã sử dụng thước dây để đo chiều dài và chiều rộng của lớp học. Chiều dài lần 1 nhà chúng tớ đo được là 7,91m. Lần 2 nhà chúng tớ đo được là 7,92m. Và chúng tớ làm tròn là 8m. Chiều rộng lần 1 nhà chúng tớ đo được là 7m. Lần 2 cũng là 7m và chúng tớ làm tròn là 7m. Diện tích mặt sàn phòng học là 56m2. Các nhóm có kết quả rộng nhóm nhà tớ không? Tớ mời nhóm của Minh Vũ. Nhóm tớ có kết quả sau khi làm tròn chiều dài là 8m, chiều rộng là 7m và diện tích là 56m2 dùng của nhóm cậu. Tớ cảm ơn. Tớ rất tò mò không biết trong quá trình đo các nhóm có gặp vấn đề gì không? Tớ mời nhóm 4. Khi đo nhóm tớ chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 3 bạn và sau đó và khi đo thì chúng tôi thấy đo bằng áp rất nhanh. Tớ cảm ơn. Tớ mời nhóm 5. Tớ thấy đo bằng áp rất là tớ cảm ơn. Con đã báo cáo xong thăm mấy cô ạ. Tôi cảm ơn thầy anh. Trước khi nhận xét các nhóm, câu hỏi các nhóm, chúng ta lựa chọn đơn vị nào để giáo dạy? Cô mời Minh Hà. Cô mời Minh Hà. Con thưa cô, chúng ta dùng đơn vị mét ạ. Bởi vì những học trước chúng ta đã học những cái khu vực diện tích như là phòng học, sàn nhà thì chúng ta sẽ sử dụng đơn vị mét để đo và tôi cũng đã thống nhất với các nhóm đó là bởi vì chúng ta đo trên thực tế, sau khi đo xong thì các con làm tròn tới số tự nhiên gần nhất nên các con mới có kết quả làm tròn như thế này đúng không nhỉ? Chúng ta cùng quan lại, quan sát lại kết quả đo của tất cả các nhóm. Cùng nhìn lại kết quả đo của các nhóm có hoàn toàn giống nhau hay không? Nào cô mời Mika. Cô, kết quả đo chiều dài chiều rộng của các nhóm không giống nhau nhưng khi làm tròn thì giống nhau ạ. Các con thấy đấy, so với việc dùng thước thì sử dụng áp nhanh và chính xác hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cái việc sử dụng áp có cho kết quả chính xác hay không phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Đó là cách cầm máy của các con, phụ thuộc vào ánh sáng, bề mặt đo. Chính vì vậy mà trước khi sử dụng một áp thì các con nên đọc thật kỹ hướng dẫn sử dụng và đo lại nhiều lần để có kết quả chính xác nhé. Và rồi các con đã tính được diện tích của mặt sàn phòng học và cô cũng nhất trí hoàn toàn với kết quả của các con. Bây giờ chúng mình sẽ thực hiện nhiệm vụ tiếp theo nhé. Cô mời một bạn đọc cho cô. Yêu cầu, cô mời nhí. Vâng, cô mời đọc. Bên số tiền mua gạch để lát mặt sàn phòng học lớp em. Mẫu gạch được chọn có dạng hình vuông cạnh 50cm, được đóng theo hộp 4 viên, mỗi hộp có giá 140.000 đồng. Bạn đọc yêu cầu gì và hỏi gì? Cô mời Thái An. Con thưa cô, bạn thấy yêu cầu tới số tiền mua gạch để lát mặt sàn phòng học lớp em. Bài toán cho biết mẫu gạch được chọn có dạng hình vuông cạnh 50cm được đóng theo hộp 4 viên, mỗi hộp có giá 140.000 đồng ạ. Cô cảm ơn con. Vậy làm thế nào để tính được số tiền mua gạch lát mặt sàn phòng học? Cô mời bạn Kiệt ạ. Con cô là chúng ta cần phải biết số viên và giá tiền một viên ạ. Cô cảm ơn con. Có bạn nào có cách khác không? Cô mời Phương Anh. Con thưa cô, chúng ta cần phải biết số viên gạch và số hộp ạ. Số hộp, sao không làm gì nữa? Sau đó rồi con sẽ lấy số hộp nhân với giá tiền một hộp ạ. Cô cảm ơn con. Đây là bài toán có quen rồi không nhỉ? Rất quen rồi của chúng mình. Cô muốn các con sẽ thực hiện bài toán ra nhé thật nhanh. Sau đó đưa kết quả vào máy chúng ta.
Có 25 bạn trả lời rồi. À, cô ấy gói đáp rất là nhanh. Sẽ ra 56 hộp, sau đó tôi sẽ lấy
Giá tiền của một hộp nhân với số 1 là 56 sẽ ra kết quả là 7.840.000 đồng. Rồi, mời bạn nữa. Tôi mời Minh Kiệt. Tớ nhận nhận dạng của bộ viên cải trạch. Đây là tờ 56m2 chia cho 1 là tớ thì cần 56 hộp để lát đánh cả mặt sàn. Tớ lấy đặt cho 140.000 xây ra 7.840.000 đồng. Tớ cảm ơn Kiệt. Cô cảm ơn ba bạn. Kiệt có thể nói rõ hơn. Tôi đang nghe không rõ một chút. Nói rõ hơn cách làm của mình không? Con cô là con nhận thấy. Con nhận thấy là diện tích của cả bốn viên gạch trong một hộp là tròn 1m2 nên là con lấy 56m2 chia cho 1m2 là sẽ ra 56 hộp và con lấy 56 hộp nhân với 140.000 đồng sẽ ra 7.840.000 đồng ạ. Ừ, cô cảm ơn con. Nhận xét cách làm của ba bạn. Ba bạn làm chính xác chưa? Cô chỉ lưu ý cả đặt cô ngay bạn Kiệt là đây là chúng ta đang tính ra kết quả. Còn nếu trình bày bài thì các con chú ý là phải đặt đơn vị tiền lên trước nhé. Con thấy chúng ta có thể cách làm này nhất. Cô mời hỏi đi. Con đang không có cách đổi tiền này nhanh nhất ạ. Tôi cũng nhất trí với con. Và ba cách làm khác nhau nhưng ra cùng một kết quả. Đây là một bài toán thực tế. Vậy với một bài toán thực tế thì chúng ta sẽ lựa chọn cách làm nhanh, gọn và dễ ứng dụng nhất cho cuộc sống. Chúng mình nhớ chưa nhỉ? Như vậy chắc chắn chúng mình đã vượt qua thử thách thứ nhất của bạn Robert rồi đó. Chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Cô mời của bạn đặt cho tôi yêu cầu bài. Ok, các bạn đặt nhá, Minh Hà nào. Nếu các con không nhìn thấy thì mình vào máy tính máy dạng cho con. Con luôn đọc giả sử các phòng học khác trong trường đều có diện tích mặt sàn bằng diện tích mặt sàn phòng học lớp em, tính số tiền để mua gạch lát lại mặt sàn của tất cả các phòng học trong trường em. Bài toán yêu cầu gì? Ta hỏi đi. Cô mời Đức nào. Con đưa cô bài toán yêu cầu số tiền tính số tiền để mua gạch lát lại mặt sàn của tất cả phòng học trong trường ạ. Ở đề học trước thì tôi đã giao cho nhóm cán sự đoàn tìm hiểu số lượng phòng của các phòng học trong trường. Và đây là kết quả mà các bạn gửi cho tôi. Cô mời bạn Vũ nào. Sau khi nhận nhiệm những thứ tiết học trước, chúng tớ đã thu thập được số liệu như sau. Dãy nhà A có số lớp phòng học là 17. Dãy nhà B có 19 phòng học. Dãy nhà C có 17 phòng học. Rồi dãy nhà D có 19 phòng học. Cô cảm ơn con. Nhìn thật nhanh bảng số liệu tính cho về tổng số lượng phòng của trường mình. Có bạn rất nhanh luôn. Có bạn thứ nhất à? Rồi có người Việt Hoàng. Con đưa cô số phòng học trong trường thì cả 4 dãy nhà là 72 phòng học ạ. Nhận xét câu trả lời của bạn. Cô mời đi. Con có câu trả lời đúng bạn nào. Cô cảm ơn con. Cô cũng nhất trí với câu trả lời của các con. Như vậy chúng ta có 72 phòng tất cả. Giả sử tất cả các phòng học trong trường đều có diện tích bằng nhau, các con hãy tính thật nhanh số tiền để mua gạch lót tất cả các mặt sàn, các phòng học trong trường. Sau đó các con cũng sẽ điền vào máy tính bảng. Cùng. Thank you.
Đã có 20 câu trả lời. Thấy bạn là Đức còn chỉnh kịp chỉnh màu cho chữ của mình nữa. Nào chúng ta cùng quan sát được ạ. Rồi, nhận xét bài làm của chúng mình. Bây giờ cô mời các bạn nêu kết quả của mình đã nhá. Cô mời Thảo Nhi nào. Nhưng ai nhất trí với kết quả của Thảo Nhi? À, cô cũng nhất trí với kết quả của con. Nhưng quan sát lại cho cô xem có bạn nào sai không? À, rất nhanh, rất tinh luôn. Cô có bạn Thái nào? À, bạn đầu tiên còn chắc là máy còn chưa tìm cả ghi tên của mình. Bạn nào nhỉ? Bạn cô đi được. À rồi, cô cảm ơn. Như vậy là nhìn ở đây rồi. Kết quả đúng của con chúng ta được là bao nhiêu? Hưng? Rồi, với cả con ta, nếu mà rõ ràng thì chúng ta chú ý hơn nhá. Như vậy là cô thấy các con đều có kết quả chính xác rồi. Làm thế nào để con tính được số tiền mua gạch cần lắp cho tất cả các phòng? Cô phải đi ngay. Con thưa cô, con sẽ lấy giá tiền cần lắp gạch một phòng nhân với số phòng học. À, cô cảm ơn con, cô nhất trí với câu trả lời của con. Như vậy, giả sử với tất cả các phòng học có diện tích giống nhau thì chúng ta chỉ cần lấy diện tích số tiền mua gạch của một phòng nhân với số phòng. À, bây giờ các con hãy nhìn ra hành lang. Hành lang của mình có được lắp gạch không? À, ngoài các phòng học thì hành lang của lớp mình cũng được lắp gạch. Bây giờ cô sẽ sử dụng Google Map để đo diện tích mặt sàn của các dãy nhà chúng mình nhé. Đầu tiên, chúng mình thay đặt bài thi lớn nhất trên Google Map. Tìm trường tự học đô thị Sài Gòn. Chọn chữ tự viết để đo diện tích. Chọn để bao quanh cùng cần tính diện tích. Sau khi tạo một hình khí, số đo diện tích sẽ hiện ở bàn phía dưới. Rồi, chúng mình đã rõ chưa? Rồi. Các bạn nhận ra trên màn hình tôi vừa tính được diện tích của dãy nhà nào đấy? Nhà A. Nhà nào nhỉ? Bạn nào biết? Minh Anh. Anh thân cô, mình đã đo được của diện tích của dãy nhà C ạ. Nhà C đúng không? Rồi, chính là dãy nhà của lớp của mình đấy. Bây giờ, làm thế nào để cô tính được một mặt sàn của cả bốn dãy nhà nhỉ? Có một
Minh Kiệt nào. Con cô là con nhận thấy là dãy nhà C và dãy nhà B giống nhau, có diện tích bằng nhau, và dãy nhà A và dãy nhà D có diện tích bằng nhau, nên là bây giờ con chỉ cần đo được diện tích của dãy nhà A nữa là có thể tính được ạ. Bạn Kiệt có hiểu quý bạn Kiệt rồi, nhưng Kiệt cũng xem lại cho cô, con vừa nói dãy nhà B và dãy nhà C bằng nhau à? Đúng không? Dãy nhà C và dãy nhà D ạ. Dãy nhà A. Nào, mình dịch lại nào. Đây là dãy nhà gì nào? A, B, C và dãy nhà nào bằng nhau? C và A. A, C và A bằng nhau. Và B và D bằng nhau. Chúng mình rõ câu trả lời của bạn Kiệt chưa? Rồi ạ. Vậy trường mình có mấy tầng? Bốn ạ. Vậy làm thế nào? Làm thế nào để có thể tính được diện tích toàn bộ mặt sàn của trường mình? Cô mời Minh Anh. Cô để tính được diện tích toàn bộ mặt sàn hành lang của trường mình, cả hành lang và cả lớp học của trường mình, con sẽ lấy diện tích của một tầng và nhân lên một số tầng và bốn tầng. Cô giảm một tầng. Như vậy vừa rồi bạn Kiệt đã giúp chúng mình tính được diện tích mặt sàn của một tầng, đúng không? Chúng ta chỉ cần nhân bốn tính được, chúng ta có thể tính được toàn bộ diện tích của mặt sàn trường mình. Có cách nào đúng không? Có cách nào đúng không? Cô mời Vũ nào. Con biết cô đã cách rằng là mình tính diện tích của người ngoài của trường mình, sau đó nhân cho diện tích của sinh bên trong, trừ cho diện tích của sinh bên trong và trừ cho diện tích của bốn khu vực ra. Các con có hình dung ra cách của bạn cũng không? Chúng ta sẽ tính toàn bộ diện tích phần quân nhân trường, đúng không? Sau đó bạn trừ đi gì? Diện tích của phần thành phần và bạn rất tinh, bạn sẽ trừ cái khu vực của hồi hai về nhà. Đây là nhiệm vụ cô dạy cho các nhóm này. Các con hãy từ ý tưởng của cô và các bạn tìm hiểu cách tính cho cô, cách đo diện tích cho cô toàn bộ mặt sàn của trường mình, và các con sẽ trả lời cô vào buổi ngày hôm sau nhé. Rất nhanh chóng, chúng mình đã qua hết hai thử thách của bạn robot rồi. Bây giờ chúng ta cùng gặp lại bạn robot nhé. Các bạn năm năm giỏi quá. Từ đấy các bạn đã có kỹ năng của năm năm tuyệt vời, cũng như tính toán rất nhanh và chính xác. Bây giờ tôi có một thử thách nhỏ nhỏ. Phần thưởng của thử thách này là rất nhiều điểm E-class cho yêu đấy. Chúc các bạn may mắn. Nào, chúng ta cùng tìm với thử thách của bạn robot. Một bạn đặt cho cô thử thách nào. Một quả là sao ấy, rất nhiều bạn giơ tay luôn. Mời bạn là sao nào. Con thưa cô, con đảo thử thách tính diện tích cần quét sơn một mặt đường của phòng học lớp E. Rồi, cô giao nhiệm vụ kỹ hơn. Các con hãy tính diện tích cần quét sơn một mặt đường cuối cùng của lớp mình. Để tính được diện tích quét sơn mặt tường cuối lớp, chúng ta cần đo phương tích lớp nào? Cô mời bạn Lâm nào. Con thưa cô, diện tích mặt sàn diện tích cần quét sơn một mặt tường của phòng học lớp mình, chúng ta cần tìm thêm chiều cao ạ. Đo thêm chiều cao. Làm sao vậy? Cô mời đi nghe. Vâng thưa cô, bởi vì chiều cao ở mặt tường đằng sau cuối của lớp là hình chữ nhật. Chiều cao là chiều rộng của mặt tường và chiều rộng chúng ta phải đo là chiều dài của mặt tường. Chiều cao của mặt tường chính là chiều rộng của, đúng không? Và chiều dài chính là chiều rộng của sàn lớp học chúng ta phải đo. Chúng ta sẽ đo chiều cao bằng công cụ gì? Cô mời Hồng Minh. Con đưa cô, chúng ta sẽ đo bằng áp ạ. Chúng ta thấy rằng chiều cao của công cụ rất có
có thể đo bằng giây đúng không? Những bạn nào đã sử dụng áp thể đo chiều cao rồi? Nhiều thế à? Rồi, thì bây giờ tôi sẽ nhờ hai bạn đo cho con chiều cao của phòng học. Tôi nhờ bạn Phúc Lâm nè, tôi nhờ bạn Hà Trang nè. Các con khẩn trương đo giúp cô chiều cao của phòng học. Đang luôn đi con đo luôn cho con. Ở cuối nhất thì sao mà con đo ở cái vị trí cơ? Cách đo diện tích như thế nào nào? Xem nào.
Thưa cô, để đo diện tích thì mình sẽ phải đo được chiều dài và chiều rộng rồi nhân với nhau nào. Chiều dài và chiều rộng nhân với nhau, đấy là diện tích của hình gì? Thế còn biết diện tích của hình gì nữa? Hình nào lấy dài rộng nhân với nhau ạ? Nào cô bé. Tôi không chỉ làm cái vuông thì nhân hai cạnh với nhau. Tức là một tính diện tích của mình thì xác định cái này gì đúng không? Nhưng sau đó rồi đang đó cho là áp dụng công thức toán học tính đúng không? Thế nhưng hôm nay thì mình còn được tính diện tích bằng cách nào đúng không? Ngoài áp dụng công thức toán học, vẫn áp dụng công thức toán học. Có thể không áp dụng công thức toán học được không? Có. Có thể không áp dụng công thức toán học được không? Có. Thế thì làm nào? Trời ơi, không áp dụng công thức toán học mới tính được diện tích của mình. Làm nào nhỉ? Nào, cô ngồi bàn nữa rồi. Có. Thưa cô, là con có thể sử dụng app đo diện tích như là AR Palm 3D ạ. Thì hôm nay về con dùng cái app đấy sẽ đo diện tích nhà mình bao nhiêu nhá. Có làm được không? Thế mà đo diện tích này có số đo diện tích, đơn vị đo diện tích có phải là một đơn vị đo đường không? Thì có những đơn vị đo diện tích nào hôm nay cô giáo giới thiệu đơn vị đo diện tích nào? Đấy quá luôn. Nào. Hôm nay cô giáo giới thiệu đơn vị đó như thế nào? Hôm nay thì được cô giáo giới thiệu đơn vị đó như thế nào? Nét khối. Nào, bạn nào hình như nhá. Nào, bình tĩnh nhá. Không sao ạ. Không sao, bạn khác nào cũng được nào. Đồng ý không? 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 Đồng